em mến chào cả nhà. Thì ngày mới mấy anh em Mỹ lại sẽ ra khơi đi lặn biển nữa nha. Thì hôm nay ghi em thì có ba anh đã nghỉ rồi. Anh Hùng này, anh Úc này, rồi anh Tâm này, ba anh nghỉ rồi. Giờ có anh Úc, anh vợ của Nguyễn Tài Công á, ở nhà thì cũng hai bữa rồi. Nên hôm nay có xuống lại. Thì hôm nay mấy anh em Mỹ sẽ có 7 anh em để lặn biển nha. Hôm nay do trời mưa cái nha, nên mấy anh em đi rất là sáng luôn. Mới sáng sớm khoảng 4 giờ đã mưa rồi. Mưa tới cũng gần tới 5 giờ cái nha. Vừa mới êm lại mấy anh em mới đi biển. Rồi mấy anh em vừa mới chạy ra tới khoảng đâu đó mấy chục số thôi. Thì ở trong bờ chỗ em ở thì đã có mưa lại đúng kìa. Đang mưa đó nha. Giờ chỉ còn có 7 anh em thôi, nên chắc mấy anh em sẽ lặn điểm cũng gần đây thôi. Giờ em cũng không biết Vũ Tài Công sẽ chạy tới điểm nào, nhưng mà em nghĩ chắc cũng gần bờ thôi, nên mấy anh em sẽ ra đây cày kiếm ăn nha. Bây giờ hải sản hôm qua thì mấy anh em làm thì cũng rất là ít luôn, đi rất là xa, khoảng 10 lý đến 11 2 lý luôn, nhưng mà vẫn không có hải sản luôn đó cả nhà. Nên mấy anh em chán nản á, nên nghỉ hết ba anh. Giờ mấy anh em sẽ đi cày kiếm ăn qua ngày thôi. Rồi mấy anh em sẽ xuống bắt đầu để ăn cơm luôn nha. Đây, Mỹ cũng mời cả nhà theo Mỹ xuống ăn cơm cùng với mấy anh em luôn. Thì mỗi sáng lúc nào mấy anh em cũng có một xô canh như thế này nè. Canh chua, lúc canh đủ thứ loại canh luôn nha. Đây có thêm dở thêm cá cháy đây này. Mấy anh em cũng đã tới chỗ rồi, giờ thì mấy anh em bắt đầu sẽ nhảy nha. Thì hôm nay ghi em lặn tại điểm ngoài chớ. Còn đó ngày xưa các nhà người ta đặt mấy cái chớ ngoài đây này, nên người dân mới gọi đây là điểm chớ nha. Rồi, giờ Mỹ mời cả nhà cùng theo Mỹ xuống để bắt hải sản nha. Độ sâu ngoài điểm chớ này chỉ có 8 sải tay thôi. Nước ở ngoài thì nó hơi thanh nè, chứ mà càng vô gần bờ thì nước sẽ càng mờ nha. Đó, em nhảy xuống thì nước cũng đã sẫm tấu lại rồi, không có như mấy lúc trước nữa, tại vì nồm xăng đã xuống nên nước nó hơi mờ như vậy thôi. Và cả nhà thấy chưa, nhìn nên em không có thấy rõ như mấy khi mấy em lặn ngồi điểm tàu chìm đâu. Giờ em cũng mời cả nhà cùng theo em và mấy anh em tiếp tục đi tìm hải sản để thu hoạch nha. Em mới nhảy xuống chạy đâu vài bước có phát hiện ra một con sò mê ca này. Sò mê ca này chỗ em mua dễ lắm cả nhà, đâu đó tầm khoảng 7-8 ngàn, 5-6 ngàn, 3-4 ngàn, cũng tùy theo mọi lúc mọi nơi người ta mua đi chợ hoặc là người ta mua để trễ, nó nhiều loại giá lắm. Ngay chỗ này có hai con sò mai nữa nè, loại mai nhỏ này đâu đó khoảng 20 mấy ngàn đồng ký thôi. Kìa, em lại thấy hai con nằm gần nhau nữa nè. Em tính đấu võ với con tôm tích này, nhưng mà con tôm tích này nó bị vấn đề gì rồi. Đây có hai con ốc đang ở dưới để ăn thịt nè, không biết con tôm tích này bị sao đây. Để em xem thử tôm tích này nó bị sao nha, nó chạy không có nổi đâu luôn. Hai con ốc này đang ăn thịt nó nè. Trời, ở trên lưng nó bị cái gì nè, đây nè cả nhà, bị vết thương nè, nên tôm tích này vẫn bị yếu rồi, nên chạy không có được nữa. Em cũng không biết vì lý do gì mà nó đã bị thương.
Hãy đây nè, một con sò lỗ này các nha. Em mà thấy cái dấu nó khả nghi, em lấy bút em để xuống là đã sụp rồi nè. Mỗi khi mà sụp là có nghĩa là con sò lỗ đó, em sẽ mò lên nha. Em cũng khá là nghi luôn, tại vì em móc em thọc xuống nó thụt xuống cũng nhẹ thôi, em nghi nó nhỏ quá. Rồi đúng là sò nhỏ luôn rồi nè. Thôi chắc nó nhỏ quá nên em sẽ để lại cho nó lớn nha, tại vì nó cũng còn bé lắm. Em vừa moi được con cá mó to này. Em chủ yếu moi cá mó này lát lên kia luộc ăn cả nhà. Có thêm một con sò điệp bay. Loại này đâu đó 60.000 cho đến 70.000, cũng tùy theo bữa, có bữa cũng 50.000 thôi. Em thấy hải sản ở chỗ này giờ rất là ít luôn, lâu lâu mới được một con thôi chứ không có được nhiều luôn đó cả nhà. Chỗ này có con ốc biển bự đang trốn nè. Em nghĩ chắc nó ăn no, nó xuống đây nó trốn nó để nghỉ ngơi nè. Em sẽ cho con ốc này vào vợ luôn. Thêm con sò điệp bay nữa này. Điệp bay thì cứ lâu lâu mới được một con. Em lại gặp được con ốc miệng bự nữa. Em mới vừa bắt con ốc miệng bự kia chạy đâu đó một đoạn thì em có phát hiện thêm một con nữa. Ở trong này có hai con tôm vũ công này. Hai con tôm vũ công nó nhiều khi nó múa rất là đẹp lắm. Ngay này em có phát hiện ra một cái dấu tích đường đi của một con ốc đá. Em chưa biết nó nằm ngay nào. Rồi không phải ngay đây rồi, chỉ là chắc nó sẽ nằm bên đây. Đây. Em có phát hiện ra một con ốc tỏi. Con ốc tỏi này là con đầu tiên em có bắt được, là con hải sản ngon nhất em bắt được nè. Giờ mà mấy anh em phát hiện được một cái ổ của con ốc tỏi này thì mấy anh em giàu to luôn. Hiện tại rất là ít nên giá trị rất là cao luôn. Em có phát hiện ra một cái dấu tích của con ốc nó mới bò đi nè. Đây là cái đường nó bò đi, em sẽ chạy theo cái đường nhựa đó để tìm nó nha. Em nghĩ nó bò đi cũng không có xa đâu, tại vì nó mới bò đi đây thôi. Tại vì cái dấu nó còn mới đó. Đây em biết mà, tại vì cái dấu nó bò đi mới á cả nhà, nên nó bò đi không có được xa đâu. Ô cả nhà xem nè, nó khá là to luôn nè. Ồ, gặp một lớn như thế này thôi bắt nó mau nặng ký lắm cả nhà. Em vừa bắt con sò mê ca này thì có phát hiện ra một con sò ngọt nè. Tính ra con sò ngọt đầu tiên luôn, từ sớm tới giờ cả nhà. Hải sản rất là hiếm luôn, nhưng mà được cái nó có giá trị á nên cũng đỡ bớt một phần nha. Đây là con cá lịch đây. Cá này chỗ em không có ưa chuộng ăn đâu, nên cũng không có ai bắt để làm gì. Nhưng mà mấy em không ai bắt á, nên con này chỗ em rất là nhiều luôn. Em có phát hiện ra thêm một con ốc miệng bự nữa này.
kia. Em chạy tới chỗ này em có phát hiện ra hai con bạch tuộc luôn nè. Một con nè, còn con này em thấy nó rất là to luôn, to hơn con này luôn nè. Đây, đang ở trốn dưới đất nè. Đó, cả nhà xem nè. Ừ, to chà bá luôn. Đó, bạch tuộc này chỗ em thì nó to cỡ con này là hết thôi, chứ nó không được to nữa đâu. Em sẽ yểm huyệt nó nha, kiểu nó chạy rất là tiếc luôn. Em yểm huyệt nó chủ yếu cho nó khỏi chạy thôi. Đó, một con. Em sẽ yểm huyệt con này luôn, chủ yếu cho nó khỏi chạy thôi. Hai con này nhìn chắc là đã luôn. Em nghĩ hai con này là một cặp hay sao đó. Nó mới quấn víu gần nhau nè. Chứ thật ra bạch tuộc này nó không bao giờ ở cặp đâu, trừ khi mà nó muốn sinh sản hay là nó muốn bắt nhau để ăn. Nhưng mà loại bạch tuộc này có thể ăn nhau lại đó cả nhà. Đồng loại có thể ăn đồng loại lại luôn. Em đã chứng kiến rồi. Một cái dấu ốc tỏi này cả nhà. Tính ra em bắt được 3 con ốc tỏi rồi. Ừ, nhưng mà cái con này ốc vỏ mỏng rồi cả nhà, nên em nghĩ chắc nó sẽ dễ hơn là con ốc vỏ vậy nha. Ồ, có một con ghẹ. Rồi, con ghẹ này em thấy hình như nó già quá, nó lột vỏ không có được hay sao đó, nên nó đã ra đi rồi nè. Ồ, rất là tiếc luôn. Ghẹ hiện tại rất là có giá, có lời nó hiếm nữa. Nhưng mà em gặp một con như thế này em rất là tiếc luôn. Ồ, quá là tiếc luôn. Ờ, nhìn con ghẹ mà em mê gì đâu đó. Đây này cả nhà, con ghẹ này tính ra loại ghẹ một đó, nhưng mà nó đã hy sinh rồi. Có con sò mai này em thấy to nhất nè, từ sớm tới giờ ở cả nhà. Đó, rất là to luôn. Thì mai em bắt hiện tại giờ có hai loại nha, một loại nhỏ và một loại to. Sẽ phân ra làm hai loại, loại giá cao, loại sẽ giá dễ hơn. Em có phát hiện ra một con ốc tỏi nữa nè. Ờ, tính ra em bắt được 4 con rồi. Có thêm một con ốc bông nữa đây. Ốc bông này cũng mấy chục ngàn đồng ký thôi. Em có phát hiện ra thêm một con bạch tuộc nữa này, đang ở trốn trong cái vỏ sò Meka. Giờ em sẽ bắt bỏ vào vợ luôn nha. Ờ, đây là con bạch tuộc Mỹ nha. Bạch tuộc Mỹ thì giá nó cao hơn loại bạch tuộc thường nãy em bắt hai con kia. Nó cao hơn khoảng 20 đến 30 ngàn đồng ký thôi. Con này vẫn chưa có to đâu, có con to khoảng 1 ký mấy đó. Em có thấy thêm một con sò ngọt nữa nè. Kìa, lại thêm một con nữa nè. Em chạy tới chỗ này em bắt 3 con liên tiếp luôn nè. Ồ, em cũng còn mong cho cái chỗ này nó có sò ngọt. Nhưng mà sớm tới giờ các nhà, chạy miết rồi chứ không gặp được con nào. Nhưng mà em xuống tới chỗ này em bắt 3 con liên tiếp luôn.
xuống chỗ này em nghĩ chắc có hy vọng nè. Kìa, em lại thấy thêm một con bạch tuộc Mỹ cũng hơi to này, đang ở trốn trong đây. Em chỉ mò nó ra đó. Tại vì đây là mùa bạch tuộc cả nhà, nhưng mà đây là mới chỉ là đầu mùa thôi, giữa mùa hoặc là cuối mùa con bạch tuộc này nó mới được to nha. Không biết có còn to được nữa không đây, tại vì mấy anh em gặp này mấy em bắt thôi, chủ yếu mấy anh em bắt rồi ăn nha, chứ không có bán chạy gì đâu. Thấy hình như xuống đây có dấu bạch tuộc Mỹ này các nhà, em lại phát hiện thêm một con nữa. Đó, bạch tuộc đây quầy ăn thì thôi luôn, nhất nách các nhà. Bây giờ em có một món chế biến mới, bạch tuộc này úp với lợn muối ớt nướng ăn cực kỳ là đã luôn. Em có phát hiện ra một cái dấu tích của con sò lỏ nè. Em thấy cái dấu tích này nó hơi bị to. Đây, em nghĩ chắc con này hơi to này. Để em quạt lên thử nha. Nếu mà to thì em bắt, còn nhỏ thì em thả lại. Con này vẫn chưa to gì mấy luôn, nhưng mà vẫn đủ kích cỡ em bắt nha. Em sẽ cho nó vào quậy luôn. Kì, em có phát hiện ra một con cá đuối ngợi. Con này đâu đó tầm khoảng 1 kg, 1 kg mấy. Con này có thể đủ gia đình nhà em ăn rồi. Em cũng đã chỉ được rồi, quá là ok luôn. Cá đuối này về số mỡ thì ăn thì nhức đất luôn. Tại vì em bắt cá đuối thường thường về chỉ chủ yếu là số mỡ thôi, hoặc là mình nấu chua, canh chua cả nhà, canh chua thêm chuối là cái gì đó ăn rất là ngon luôn. Giờ em phải lấy hai cái nẻ nó ra nha. Con này đặc biệt luôn, nó có hai cái nẻ. Thường thì chỉ có một cái thôi, chỉ có những con đặc biệt nó mới có hai cái nẻ nè. Đây, em bẻ được một cái rồi nè. Cái gai này nó mà đâm vô thịt của mình rất là độc nha. Còn cái nữa em sẽ lấy ra luôn, rồi em sẽ bỏ vào quậy. Chỗ này em thấy có con sò lông với con sò mai đang nằm cùng nhau này. Sò lông này em thấy cũng khá là to luôn. Loại sò lông này chỗ em giờ rất là hiếm nha, chỉ có những ở vùng khác mới còn thôi. Kìa, ở đâu có con sò lông đợt nằm ở trên mặt đất luôn nè. Hình như là đang cố tình chui xuống lại.
Em có phát hiện ra con bạch tuộc Mỹ đang trốn trong cái vỏ ốc này. Đang ăn hai ba con cua nhỏ luôn này. Đó, con này chủ yếu thì nó thích ăn ghẹ nha. Rồi, nó cua vô đây rồi, em phải dùng móc móc nó ra chứ bắt tay bắt không được đâu. Em sẽ ngưng một xíu, em bắt con bạch tuộc này ra rồi em sẽ ghi hình cho cả nhà xem nó to cỡ nào. Đây, giờ hiện tại chỉ còn tầm cỡ này thôi. Khoảng giữa mùa nó sẽ to hơn thêm tí nữa nha. Loài bạch tuộc này mau lớn lắm. Em có phát hiện ra một cái dấu của con ghẹ. Cái dấu này em thấy nó cũng còn nhỏ thôi. À, thì ra là con ghẹ xanh. Ô, con ghẹ này là con ghẹ hai da rồi nè. Ghẹ hai da này về mà hấp cơm ăn ngon lắm nha. Ăn luôn vỏ luôn rất là đã luôn. Nhưng mà con này em thấy nhỏ quá nên em cũng không có bắt nha. Nó ốp nữa. Tại vì con này là con hai da nó mới lột á. Về hấp cơm ăn là nhất cách đó cả nhà. Nếu mà ghẹ to em về em hấp cơm em ăn luôn. Nhưng mà nó bé, em sẽ thả lại. Kìa, em có gặp thêm con bạch tuộc đang trốn nữa này. Như xuống chỗ này em thấy có dấu bạch tuộc nha. Em bắt cũng được 4-5 con rồi đó. Đây là con bạch tuộc thường. Nếu mà bạch tuộc Mỹ nó sẽ chuyển sang màu đen rất là đẹp lắm. Con này thì thường nó không có chuyển màu đâu. Em bắt đâu đó cũng được cả ký rồi nè. Kì, em thấy có con ốc miệng bự nè. Rồi, con ốc miệng bự này nó đang đẻ trứng rồi. Thôi, em chỉ thả lại cho nó đẻ nha. Em thấy cái dấu sò ngọt này khá là to nè. Đó, được một con sò ngọt to. Con này đâu đó khoảng 2 lạng mấy đến 3 lạng, không tới 3 lạng đâu, khoảng 2 lạng mấy thôi. Kì, hình như con ốc dâu này đang ăn cái con gì đó. Để em xem nó ăn con gì nha. Ăn con gì đi khá là to đấy. Trời ơi, ăn hàng ngon rồi cả nhà. Trời ơi, cả nhà thấy chưa? Ăn rất là sang luôn. Không biết con sò ngọt này còn không đây, hay là đã ăn hết thịt rồi không biết. Để em xem thử nha. Rồi, em nghĩ đút cái gòi như thế này là con sò ngọt này không còn gì nữa rồi. Để em tách luôn. Coi thử nó còn thịt không nha. Thường thường thì nó đưa cái gòi vô đây nó núp hết cả nhà, nó núp từ từ con sò ngọt để hết thôi đó. Em biết mà, nó núp rồi, quấn con này. Hình như là nó mới ăn được một tí thôi. Nhưng mà như thế này quấn ăn không được đâu cả nhà. Em nghĩ chắc cầm lên ghe nó thúi lắm đây. Thôi em sẽ tách ra để cho những con cá tới ăn luôn nha. Chắc là tiếc luôn, nhìn con sò ngọt này bị con ốc này ăn nhìn nó tiếc gì đâu đó. Em có gặp thêm con bạch tuộc nữa nè. Nhưng mà con bạch tuộc này nó đánh lộn rồi con bạch tuộc nào đó. Nên là cái da nó bị xước luôn nè. Em nghĩ là nó đánh lộn lại nữa nha. Tại vì loài bạch tuộc này có thể ăn đồng loại lại đó. Nên là em nghĩ chắc nó đánh nhau hoặc là cá tới giựt đuổi cắn thôi. Em nghĩ là hai phương án đó. Một là nó đánh nhau với bạch tuộc. Hai là cá nó dí nó táp thôi. Thì em có phát hiện con cua lông đang làm gì đây? Rồi nó thấy em nó chạy nè. Lại là con cua hai da rồi.
Con cua này bắt về mà hấp cơm ăn đã lắm nha. Nhưng mà em thì sớm giờ chẳng có con cua nào nên em cũng không có bắt đâu. Đó, nó ướp rồi các nha. Loại này mấy em thường gọi là con cua hai da này, tại vì nó mới lột á nên về hấp cơm ăn ngon lắm. Chạy thì cũng nãy giờ rồi, thì cũng sắp vô bờ rồi. Rồi đây là thành quả của mấy anh em của ngày hôm nay đây. Đó, rất là ít luôn. Mấy anh em bắt được chỉ được một bao sò như thế thôi. À cũng được một bao mấy này cả nha. Đây, một bao còn dư được vô đây này. Này bắp tỏi mấy anh em thì cũng kiếm được nửa can, được nửa can luôn cả nhà. Nửa can này đâu đó cũng được 7-8 kg thôi. Đây, mai thì được một can mấy này, can mấy tính nhà sò ngò này mình đổ vô cái can nhỏ đấy cả nhà thì được nửa can đó. Đó, cũng được khoảng vài chục con ha. Đây, sò lỗ đây cả nhà, được 2, 4, 6, 8, 10 con luôn. Đó, sò lỗ thì được 10 con luôn. Đó, mấy anh em hôm nay thì chỉ bắt được như thế này thôi, rất là ít luôn. Kiếm ăn qua ngày thôi. Mình nghĩ là chắc đâu đó kiếm khoảng 200 mấy đến 300 ngày thôi cả nhà, thì cũng đủ sống qua ngày rồi. Và thôi em sẽ xin kết thúc video tại đây nha. Em chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn luôn ủng hộ video của Mỹ nha. Thì em buổi tối em chúc cả nhà mình luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn luôn được may mắn và thành công trong mọi công việc nha. Giờ em sẽ để gặp lại cả nhà video tiếp theo.